các nhà dân chủ bị cấm tiếp xúc với đặc phái viên Liên Hợp Quốc ở Việt Nam. Hôm ngày 25 tháng 7 năm 2014, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã lên tiếng tố cáo Công an Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn và nhiều địa phương khác đã chặn đường một số nhà dân chủ, không để họ ra khỏi nhà để tiếp xúc với đoàn chuyên viên của Liên Hiệp Quốc. Đoàn chuyên viên quốc tế này do ông Heiner Bellefeld, chuyên phụ trách về vấn đề tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc, đang có mặt tại Sài Gòn để tìm hiểu về tình hình sinh hoạt tôn giáo. Đài BBC tiếng Việt dẫn lời ông Phạm Chí Dũng tố giác vụ các nhà hoạt động dân chủ như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, bà Dương Thị Tân, vợ của blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, ông Phạm Bá Hải, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị ngăn rời khỏi nhà để họ không tiếp xúc được với đoàn chuyên viên Liên Hiệp Quốc. Đài BBC nói rằng các ông bà nêu trên trong danh sách mà ông Heiner Bellefeld tìm cách gặp gỡ để kiểm chứng cho việc Việt Nam chấp nhận các khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hay không. Chuyến đi của ông Heiner Bellefeld đến Việt Nam kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 vừa qua để nhằm tìm hiểu tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Phúc trình về chuyến đi của ông Heiner sẽ được trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2015 đến đây.